3 đồng. Ga 143 đồng 13. Nhưng mà ga nó lên thì điện nó giảm. Thế à? Điện nó giảm. Điện nó bao nhiêu? Điện nó này 67 đồng 60 nè. Điện đó, tiền ga. Thường thường điện bao nhiêu nhỉ, con không nhớ. Đường điện 80-90% lận. Thế hả? À? Điện tháng này là 67 đồng 60 đó, tiền ga 143 đồng 13 đó. Thấy không? Nó bay nhiều nhiều đó. Điện internet nó bao nhiêu? 52 đồng. Đó, internet đó. Dạ. Yeah. Rồi. Thế nó bay nhiều nhiều, cái này cái gì quảng cáo hả? Cái ổ ga cái này đó, cái đầu tháng là bill nó bay bèo bèo nhiều nhiều nhiều, cái đó bỏ không phải không? Bỏ. Còn cái này đó, ta nông mà phơi về một lượt cái đó. Dạ, con cần cái này đi làm thế cho thế làm thế ha. Dạ, làm đây thế. Ở đây đó. Rồi xong như vậy là ga, vậy là xong rồi. Tháng này là nếu mà ký chết như đây nó xong hết rồi đó. 250 250 chứ còn tiền tiền gì nữa, tiền nước nữa, nước tháng sau nó lấy tự động này ra đâu có về đâu. Vậy là, không? Vậy là trung bình một tháng phải 300 đã lên chi phí lật giật lật giật. Ý là xài tiền dữ lắm đó. Cúng chết. Ok, vậy con cái gì đấy? Cái này bỏ vô phải không? Bỏ vô, đây, đi gửi đồ. Em mới đủ đi rồi đi. Con đi rồi chứ con trở lại nữa mà. Con chưa đi mua được cái gì cả, thầy gọi anh gấp. Con về đi mua hoa. Đi. Con mua không hoa. Mai cũng được đâu rắp gì đâu. Tại vì mua trễ đằng chân tới Tết luôn chứ không mua kêu không hoài không? Không, mua đủ 2 tuần thầy. Mua thì cái này đủ 2 tuần. Mua chân tới Tết, cái dưa nó hư tôi dục nè. Sao con chịu mua bởi vì mua từ mua mai hay mua cũng được để chân tới Hà Tiện đi. Bây giờ cái gì em Hà Tiện đi ăn miếng tôi đủ đi, ăn miếng mự, ăn miếng mự đi tôi. Dạ. Ăn miệng tôi miếng của tôi nè. Dạ ok rồi. Thầy chơi đi nên thầy gọi con phải lên gấp đi chứ con chưa đi mua được cái gì cả, xe đầy hàng. Nên đây ngay rửa ông táo rồi, nghỉ rồi đó, ngay là nghỉ liệt rồi đó, hết làm nổi rồi. Nhưng mà mình đã tính năm mai mốt làm mình bánh nậm chơi. Đã mua lá chuối ở nằm trong nhà ăn. Chứ gửi biếu nhiêu đây nữa hết rồi đó. 6 người nữa, con thấy 6 hộp mà. Năm tới tôi làm đồ chiên bánh tét. Nó không làm nữa, bây giờ làm để ăn biếu không. Phải làm này tiện nó mới chung chắc người ta thiếu gì thì làm gì. Dạo này người ta không có. Ba cá khô cá còng gì gọi thầy á, người ta không có. Hay cái gì đấy, cái truyền non. Quấn cái lâu thấy mà. Nó đi về đi, quý. Hôm qua con mọt nó ở lâu với thầy không? Em nói mình về. Em lẹ, em qua em lẹ. Lẹ riết đi làm cho kịp tới tối, chứ là làm tới tối cho nó. Nó bỏ ngoài lạnh nè, nó mới không hư. Trời cũng vui. Mấy cái đồ kia anh gửi chất anh nhận được, ai nhận được chưa thầy? Nhận gần hết rồi, tất bên nay còn mấy chỗ nữa hết. Nó hỏi ở tại người ta mà tao lấy cái hộp. Nếu bên nay nó ăn cùng giá thì thôi, không cùng giá mới hỏi nha. Hỏi bữa anh có cần được cái rời tiếp gì rồi để ông hỏi không? Không cần. Hỏi sao kỳ vậy, tại sao mà đã đi ra lấy cái hộp giá như vậy mà tại sao nó tình hợp tà trạng nó không vậy? Người mới giờ ngày ông nói về công ty tao điều này chắc không chơi nữa, gửi về tao tốn, tao gửi ông nó gửi hoài đó. Con thấy lại có cùng một sai không à? Cùng một kích cỡ mà nó kìa. Có kỳ này nó không phải hỏi, bởi không phải hỏi. Nó hỏi nó không... Cả có nhiều vị... Bình thường cái đó bao nhiêu tiền cái?
cái thùng đó là 15 đồng mấy á, 15 đồng mấy sen đó, bao nhiêu sen? Rồi con biết rồi, 15 đồng mấy sen tức là 126 đồng. Sáu cái hả? Cho 16, cho 16 đồng đi. Ừ. 16 đồng mà nhân với 6 cái, 66 36. Ừ. 96 đồng. 96 đồng. Hả? Dễ vậy không? Mà sao mà tự nhiên thôi, nhưng mà phải coi, coi từng thùng thùng, tại sao nó phải cân. Chứ đã nói là mình ra cái thùng nó, bưu điện. Nó đẹp như vậy hết à, không có cần cân gì cả thầy. Nó đâu cần cân nữa, tại vì nó có trong cái thùng đó cần cân gì nữa thầy. Rồi mấy Phật tử mà người ta ở ở Cali, ở Tắp Sạch thì khỏi, tại vì người ta quá dư rồi. Bởi nó nhiều người, người Việt Nam làm. Mình nghiệp các Phật tử mà ở dùng, dùng các cái tiêu bang ít, ít nhiều việc á. Ta mừng lắm đó chứ Tết mà ta có miếng đồ chay ta cúng ông bà. Thôi làm cực mấy ngày. Tính năm rồi rồi. Rồi con gửi đến đây thì coi ai thứ hai thứ ba người ta nhận được á. Nếu nếu mà chắc chắc đến thứ hai thứ ba trễ nhất là thứ ba. Còn không thứ hai ta cũng nhận được, nếu mà nhưng mà quan trọng nữa cái máy bay nó tiểu bang nào nó có bay không á. À thế à. Tới còn nên có nhiều tiểu bang ở gần đây thì nó lẹ, nó không có cần máy bay, nó đi bằng xe thì nó lẹ. Ok, rồi coi đây con, con đi tí con trở lại thôi, nha. Dạ, ở đây chứ nữa, nó mua đục nữa cây hả? Vâng, con mua chỗ đi cây bồ hoa thầy cúng cho con. Giờ mai còn nhật sớm rồi. Mà, thôi từ từ ra, mua sớm nó héo uổng. Không có héo uổng, ở đây hết 2 tuần, mà Tết tuần sau Tết rồi, một tuần lễ dư sức thầy. Để trông đẹp với trống trơn là tội quá thầy. Bạn Phật cái gì trong dân không trái cây không. Đó, có gì hết. Phật đâu có đòi hỏi đâu, kinh tế gì nó khó khăn mà thôi. Mình ăn cúng cúng Phật, mình ăn Phật thôi, đừng ăn phí qua Tết rồi nơi Hà Tiện hết đi, để gần tới em mua. Tính vậy nó Hà Tiện được tới thứ năm thứ sáu. Con biết rồi, nhưng mà được rồi, trong kỳ lắm này, chết mình có lòng thôi được rồi. Yeah. Ít nhờ con làm, con đâu có mua gì nhiều đâu. Chứ giờ tôi Hà Tiện lắm á, xài mà không dám mà vậy mà điện mà nó cũng lên tới 6 mấy đồng. Ga thì 140 mấy đồng, ý là hả vừa trời về là tắt rồi nè. Trời về là tắt ga rồi nè. Hà Tiện dữ lắm mà sao nó cũng nhiều quá vậy ta. Nó kệ, mình không có phước mình xài Hà Tiện. Nhưng mà đều có cái nó có khi nó lạnh quá thì mấy cái cây ở trong nhà nó chịu không nổi, nó phải bắt hết. Chứ là nếu một mình đằng này thì chịu khó mặc đồ dày. Kệ nó thầy, ngôi bình chết thầy, kệ nó thầy, chứ cho hít thì kệ nó. Con làm ông giòn vậy hư hết sao? Để chết gì đâu thầy. Bộ gì chuẩn bị khai thế cho tôi nữa đó hả? Con chạy thế, năm nào chạy khai thế cho thầy. Không, bây giờ chuẩn bị tới mùa khai thế rồi hả? 15 tháng 4 là hết hạn. Lẹ quá ha. Thế là dính tới cái nhà cửa rồi luôn. Đấy, cái này cái tiền con khai vô nè. Cái tiền này tiền tiền lời nhà băng tính tiền bao nhiêu á. Nó trừ vô cái thầy bỡ khổ. Phải phải đóng, hy vọng không phải đóng. Thầy, cái đóng mình kết dở. Tháng năm vừa rồi đóng ngành mấy đó thầy biết không? Ngành rửa ngành 6 đó. Nhưng mà không đóng thì sao, thì mình có hưởng không? Không phải đóng chứ thầy. Ừ. Phải đóng đủ 10 năm. Thì biết rồi, nhưng mà mình sao mình tính thì không đóng, kệ đóng cho. Không, 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 phải đóng cho đủ. Đóng cho đủ 10 năm. Rồi lúc đó ok, nó cho thầy tiền. Thầy có già 65 tuổi đó, nó cho thầy tiền hưu. Ừ. Tại vì không? Thì khai thế đàng hoàng chứ. Khai thế đàng hoàng không có sao cả. Nhưng mà có điều mình năm nay mình không đi làm được thì mình phải chịu thôi. Nó đầu tiên thế mà. Thôi ông cứ tính, ông nói tôi đi lượm lon, tôi đi tôi đi làm đồ chai. Thôi ok, chắc con trở lại nha. Dạ, con đi nha thầy. Dạ. Kệ khai thế đàng hoàng.